là gương mặt triển vọng của đoàn kịch hai nhà hát Tuổi Trẻ, Thu Quỳnh để lại khá nhiều ấn tượng với khán giả qua các vai diễn trong phim truyền hình và điện ảnh. Nhìn vẻ ngoài trẻ trung, ít ai biết được cô diễn viên xinh đẹp này đã là bà mẹ của một bé trai đáng yêu gần 7 tháng tuổi. Thu Quỳnh tâm sự rằng khi mang bầu và làm mẹ, cô khá là lúng túng và bối rối bởi mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh. Đặc biệt, sau khi sinh, việc lấy lại vóc dáng và các số đo lý tưởng thừa còn son đối với cô cũng không mấy dễ dàng. Chương trình Ngôi Sao Ngày Mới ngày hôm nay đã ghi lại những trải nghiệm của diễn viên Thu Quỳnh tại thẩm mỹ quốc tế Bali, nơi mà cô đã tìm được cho mình giải pháp lấy lại vóc dáng sau sinh lý tưởng. Đến với thẩm mỹ quốc tế Bali ở địa chỉ 601 Kim Mã, Hà Nội, diễn viên Thu Quỳnh được các chuyên viên tại đây kiểm tra chỉ số cân nặng, các số đo ở các vùng cần giảm, từ đó tư vấn cho Thu Quỳnh phương pháp giảm béo, lấy lại vóc dáng thon gọn, rất phù hợp với cô, có tên gọi là Liposonic. Vậy Liposonic là gì và vì sao nó lại được nhiều ngôi sao diễn viên nổi tiếng lựa chọn cho việc giảm mỡ thừa đến thế? Hãy cùng lắng nghe phân tích của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về công nghệ Liposonic này nhé! Liposonic là công nghệ duy nhất hiện nay ứng dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao trong điều trị giảm béo. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy khi mức nhiệt tác động đạt ngưỡng 56 độ C một giây, các mô mỡ thừa sẽ bị phá hủy triệt để mà không gây tổn thương da và không có tác dụng phụ, không chỉ đem lại hiệu quả giảm ít nhất là 2,5cm sau một giờ điều trị, mà kết quả điều trị với công nghệ Liposonic còn tiếp tục giảm trong vòng từ 8 đến 12 tuần. Đây là khoảng thời gian cần thiết để cơ thể thực hiện quá trình chuyển hóa tự nhiên các tế bào mỡ được điều trị. Vùng điều trị sẽ thon gọn đi mỗi ngày một cách rất tự nhiên mà không cần phải lo lắng da bị nhăn nheo chảy xệ. Với công nghệ Liposonic thật nhẹ nhàng và nhanh chóng, bạn có thể sở hữu một vóc dáng cân đối thon thả. Đặc biệt, độ an toàn của công nghệ này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA kiểm nghiệm và chứng nhận. Chúng ta đã cùng nghe những phân tích rất khoa học của chuyên gia về công nghệ Liposonic. Còn ngay tại thẩm mỹ quốc tế Bali lúc này, diễn viên Thu Quỳnh cũng đang được trải nghiệm công nghệ giảm béo, được đánh giá là số 1 tại Hoa Kỳ đó. Và không biết là sau khi trải nghiệm công nghệ Liposonic, diễn viên Thu Quỳnh có cảm nhận như thế nào? Là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, lại vừa trải qua thời kỳ sinh nở, nên vóc dáng là điều mà Thu Quỳnh quan tâm nhất. Do thời kỳ mang thai khiến cho lượng mỡ thừa tại vùng bụng tăng lên đáng kể, làm cho Thu Quỳnh cảm thấy rất mất tự tin khi đứng trước mặt mọi người. Và Thu Quỳnh đã tìm hiểu một số những công nghệ giảm béo, giảm lượng mỡ thừa tại các thẩm mỹ viện. Và thật may mắn khi Thu Quỳnh được biết đến công nghệ giảm béo một lần duy nhất Liposonic tại thẩm mỹ quốc tế Bali. Sau khi được điều trị với công nghệ này, Thu Quỳnh đã tìm lại được vóc dáng và sự tự tin của ngày xưa. Cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều. Được biết, không chỉ diễn viên Thu Quỳnh mà rất nhiều diễn viên, những người nổi tiếng cũng đã và đang lựa chọn Liposonic cho việc giảm béo và lấy lại vóc dáng lý tưởng. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họ nhé! Khánh Linh vừa được trải nghiệm công nghệ giảm béo Liposonic tại thẩm mỹ quốc tế Bali và Linh cảm thấy rất bất ngờ vì chỉ sau 1 giờ đồng hồ thôi, hoàn toàn không phẫu thuật hay xâm lấn. Công nghệ hiện đại Liposonic giúp Linh nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn và đặc biệt là vùng bụng. Xin cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều. Trước đây thì vòng eo của Nhung không được thon gọn, nhiều mỡ thừa, thế nên là Nhung thường tốn rất nhiều thời gian khi lựa chọn trang phục cho mình mỗi lần biểu diễn hay là mỗi lần trình diễn trên sàn catwalk. Và Nhung đã tìm đến thẩm mỹ quốc tế Bali theo lời khuyên của một người bạn. Và tại đây thì sau 1 giờ duy nhất điều trị với công nghệ Liposonic thì Nhung đã giảm hẳn một size quần. Và hiện tại thì với vóc dáng thon thả, Nhung đã thấy tự tin hơn rất nhiều mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Xin cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali. Với sứ mệnh đi đầu trong việc chuyển giao những công nghệ làm đẹp tiên tiến trên thế giới về Việt Nam, thẩm mỹ quốc tế Bali giờ đây đã là một cái tên không còn xa lạ với phụ nữ Việt. Điều này không chỉ là thành công của một thương hiệu mà còn là một niềm vui, một nguồn sức mạnh lớn lao tiếp sức cho thẩm mỹ quốc tế Bali luôn không ngừng nỗ lực để mang đến những dịch vụ tốt nhất. Đã có biết bao công nghệ làm đẹp tiên tiến trên thế giới đã được chuyển giao về đây, làm thay đổi và mang lại niềm vui, hạnh phúc vô bờ cho chị em phụ nữ đang gặp phải những khiếm khuyết, những muộn phiền về làn da và vóc dáng. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà thẩm mỹ quốc tế Bali luôn được rất nhiều chị em phụ nữ tin cậy và gửi gắm nhan sắc. Liên hệ thẩm mỹ quốc tế Bali, địa chỉ 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 01686 463 463, 0945 368 989, 043 724 6690. Website www.thẩmmỹquocteBali.com, Facebook www.facebook.com/thẩmmỹquocteBali.